chào anh chị em nha. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Cái video của mình hôm nay mình giới thiệu cho các bạn và các anh chị em nha. Cái cảnh sông nước quê mình. Thì đây là mình đang chạy trên cái con sông là cái sông Hàm Luông đó anh chị em. Tại quê em Bến Tre thì nó có cái con sông Hàm Luông là nó gắn liền với cái tên tuổi của cái Bến Tre tụi em luôn nha. Thì tụi em đang đi trên một chiếc ghe và tụi em đang chuẩn bị làm một chuyến đi chơi, đi câu, đi du lịch, đi câu chơi á chị em. Nói chung là ở trên bờ thì mình đi phượt thủ, còn xuống cái miền sông nước thì cũng có một số anh em ở đây đó, là bạn bè lâu lâu em về chơi và anh em rất là vui đó, và anh em chuẩn bị cho em một chuyến đi câu như vậy đó, giúp em làm một vài cái clip giới thiệu về cái sinh hoạt cũng như là cái cuộc sống ở cái vùng sông nước quê của tụi em nha. Thì video này em anh chị em thấy là đó, cái bên mà em đang quay cho anh chị em xem đó, đó là cái cồn của em đang ở đó, và em đang chạy về hướng bên đây là bên đất liền nha. Đó, cái cồn của em đang ở thì nó dài lắm anh chị em, cũng khá là dài ha. Đó, khá là dài, nó dài từ ở trên đó xuống đây thì em không có thống kê là nó được bao nhiêu xa, thì em cũng không có rành lắm, nhưng mà nó bên đó nó có hai cái app anh chị em ơi. Bên em là ngay chỗ em là app 5, còn ở ngay chỗ ở dưới này á, nó túi cái đuôi dưới này á, là nó app 6 nha, nó hai app. Nói chung là nó chia ra làm hai vậy đó. Đó, ở khúc từ cái khúc mà ở cái đám mây này trở lên trển á, nó cái đám mây ở dưới thì trở lên trển đó rồi nó khỏi áp 5 đó, còn ở dưới từ đám mây trở xuống thì nó áp 6 nha. Thì tụi em đang ở trên cái con sông Hàm Luông này, thì nếu như mà từ ngay chỗ em đang quay cho anh chị em xem này, thì nếu mà đi nước mà nó xuôi á, nước mà nước rồng mà nước xuôi á, thì đi có thể là khoảng đi theo cái hướng này nè, đi khoảng là một tiếng rưỡi đồng hồ là nó sẽ tới biển nha anh chị em ha. Nó đi theo hướng này nè, nó cỡ khoảng một tiếng mấy đồng hồ thôi, tiếng rưỡi đồng hồ thôi nó sẽ tới biển. Và nếu mà nước mà nó không có thuận lợi, nước ngược á, thì có thể 2 tiếng nha. Và tụi em đang chạy qua hướng bên đây, hướng bên đây nó là bên đất liền đó anh chị em. Bên đất liền, nói đất liền thì cũng không phải, tại vì cái Bến Tre là nguyên cái tỉnh Bến Tre luôn, là nó nằm cách 3 dãy Cù Lao, nhưng mà cái đất liền là nó nhiều đất liền hơn thôi, chứ còn Bến Tre là ba đảo Cù Lao mà, dùng cái từ đất liền thì nhiều khi nó cũng chưa chính xác lắm. Thì tụi em đang đi ở trên con sông này, đi hướng về bên đây để mà tụi em núp cái gió nha. Gió thì đang thổi hướng từ ở trong bờ này nè, thổi ra, thành ra là tụi em đi núp cái gió. Và tụi em đi núp cái gió này là tụi em cũng sẵn chuyến là tụi em đi núp cái gió để tụi em đi lấy mồi luôn, tại vì cái mồi câu mà cá bông lau này tụi em phải đặt mua nha anh chị em, đặt mua cái nguồn mua là cái nguồn sên Vũng Tàu đấy. Thì nếu mà anh em nào mà có làm cái bên ngành mà phượt thủ này nè, thì cần thủ với lộn cần thủ thì mấy anh chị em thì chuyên câu cá, nếu mà có cá bông lau thì chắc là nói về cái sên Vũng Tàu thì anh chị em biết rồi á. Thì tụi em cũng đang trên đường đi lấy mồi đây, và cái cảnh chiều này thì em thấy nó cũng khá là đẹp, khá là thơ mộng. Em muốn làm một clip nhỏ nhỏ em chia sẻ về những cái cảnh sông nước của quê em á, và cái cảnh đó là anh em của tụi em này, nó đang là chuẩn bị có một chuyến đi chơi chung với nhau này, nó là 4 người với em, nữa là 5 nha. Đó,
là em về anh em tập hợp lại mình đi chơi chung, và hy vọng là nó sẽ có được một vài cái clip về câu cá em muốn chia sẻ với anh chị em, tại vì cũng không phải là bon chen gì bên cái câu cá này đâu, nhưng mà những cái gì mà ở quê em nó có và nó thực tế thì em sẽ chia sẻ thôi. Tại vì em từ nhỏ lớn em cũng sống lên thời gian cũng lâu về cái nghề câu cá này dữ lắm, thành ra em cũng muốn chia sẻ với anh chị em một số nét về cái cuộc sống của người dân quê tụi em nha. Và cái video này thì cũng gần 6 phút rồi, em xin kết thúc cái video tại đây, và hy vọng là nó sẽ có những cái clip mà bắt được cá to hay là những cái gì đó hay để em chia sẻ cho anh chị vào những cái clip sau nha. Rồi, bye bye anh chị em, cảm ơn anh chị em và các bạn đã theo dõi ủng hộ mình.